em đi đá bóng từ rất nhỏ nên là chỉ thứ bảy chủ nhật em mới được về, và khi mà em về đến nhà thì em cũng không có đi đâu chơi cả và em luôn luôn ở trong nhà. Nghĩ là cái điểm tựa tâm lý hay là về mặt tinh thần rất là lớn. Ví dụ như những lúc em đau, chấn thương hay là kể cả có thi đấu không tốt, bố mẹ em cũng chưa bao giờ phàn nàn và nói về mình một cái điều gì xấu cả. Thì đó là cái cảm giác làm em rất yên tâm và thoải mái. Khi mà em trở về nhà thì khi bình thường em về nhà được 1-2 hôm ấy, thì đến hôm phải đi là thật sự là cái cảm giác không muốn đi chút nào, rất là muốn ở nhà thêm, rất là vui vẻ, bình yên. Xin kính chào quý vị và các bạn, là tôi đang có mặt ở trước cửa nhà Trần Đình Trọng ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tham quan cái không gian sống của Trần Đình Trọng cũng như là khám phá những câu chuyện về cầu thủ này. Xin chào anh chị. Chào tất cả mọi người. Xin được giới thiệu với mọi người, đây là bố của Trần Đình Trọng và đây là mẹ của Trần Đình Trọng. Ngày hôm nay thì được phép của gia đình chúng ta cùng đến thăm không gian Đình Trọng. Như tất cả những ngôi nhà khác của các cầu thủ U23 Việt Nam, chúng ta nhìn thấy có rất là nhiều những cái tấm ảnh ở đây ạ. Tấm ảnh này như là đại gia đình đúng không? Đây là cái tấm ảnh này là của đại gia đình mà nhân dịp Đình Trọng là vô địch AFF Cup. Vâng. Là toàn là thể gia đình họ hàng bên Lội. Vâng. Là chụp chung một cái kiểu này làm kỷ niệm. Rất hay. Còn cái tấm ảnh dưới này là vô địch tức là đá sau khi được kỳ tích U23 châu Á ở Thường Châu, là về đây là tất cả trên đường từ sân bay này rồi tất cả các cái ấy là cái hình ảnh này là ghép vào thành một khuôn. Thực ra là nhìn ở đây chúng ta thấy rất là không khí đúng không ạ? Và đây là người mà lát nữa chúng ta sẽ có một cái câu chuyện liên quan đến nhân vật này. Đấy là em trai của Trọng. Còn đây ạ, đây là những tấm ảnh ở đâu ạ? Đây tấm ảnh này là tất cả mấy bố mẹ của cầu thủ Đức Huy, Duy Mạnh, rồi là Đình Trọng, Quang Hải là đi vào xem bóng đá, và lúc đó là đi vào trong hầm Giờ Vàng. Đúng rồi. Đấy, gọi là ở cung đình ở Huế này, Lăng Khải Định. Đây, đấy, Khải Định. Cũng là mấy bố mẹ của các cầu thủ đi xem bóng đá và chụp ảnh kỷ niệm. Và có một cái rất là hay các bạn ạ. Bố mẹ các cầu thủ cũng thường xuyên đi cổ vũ các con và kết hợp với đi du lịch. Đúng không ạ? Rất là sướng. Ở bên này ạ. Chỗ này thì là cũng cái bức ảnh này là cũng cái kỳ U23 thì trở về là cái hình ảnh này ở trong Sài Gòn là một thành một cái dòng biển người đấy. Trọng vào trong đó là nhận cái tôn vinh thì là được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là tặng cái bức ảnh này. Rất là đẹp. Cũng giống như rất là nhiều những cầu thủ khác thì có bằng khen của Thủ tướng, rồi có quà của Chủ tịch Quốc hội và rất là nhiều những món quà khác. Ở đây thì chúng ta thấy là có lẽ là một cái đặc sản. Trước hết là một cái hình ảnh rất là đẹp trai. Đúng không? Đây là cái FC Trần Đình Trọng nghe hay này. Hình ảnh này thì là do một cái gọi là cái fan hâm mộ của nhà lá đấy làm cho ảnh của Trọng này, là xong rồi là tặng Trọng. Hồi bé tí khi mà em chưa đi đá bóng ấy thì em vẫn hay ra những sân vận động của xã đá bóng nghịch. Hồi bé thì em hay đá bóng trong nhà một quả bóng nhựa. Tuổi của em thì lúc đấy thì lại không ai đá bóng với cả em cả. Em chỉ đá bóng ở trong nhà rồi tự xếp đôi dép gôn ở trong nhà rồi tự mình đá thôi, chứ cũng không có ai đá cùng cả. Nói chung là hồi bé thì ai cũng thích ghi bàn mà anh. Thì hồi bé thì em vẫn chưa nghĩ là trung vệ, thì đến năm 13, 14 tuổi thì em mới bắt đầu hướng cho vị trí trung vệ. Bên cạnh ở đây tôi xin phép là được mở cái này. Cái áo của Trọng này có chữ ký ở đây rất là đầy đủ này. Đấy, chúng ta nhìn thấy áo này, thi đấu này. Tức là mỗi một giải thì sẽ có một cái áo. Đây chính là cái áo U20 World Cup này các bạn này. Chúng ta thấy có rất nhiều những kỷ vật. Đấy, đưa Đình Trọng đi muôn nơi. Cũng tất cả là các fan hâm mộ rồi là ấy là tặng Trọng những cái lời hay ý đẹp ở trong cái quyển sách này dành riêng cho Trọng rất. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy ở đây có lời mở đầu này gửi Trần Đình Trọng này. Ở đây là tất cả những cái bức thư đều được chụp lại và được bày trí. Tôi tin chắc là một lúc nào đấy mà Đình Trọng mà
đọc lại thì chắc là sẽ rất là xúc động. Tất cả những cái này thì trong và gia đình cũng phải để lại làm kỷ niệm để sau này để cho có thể là để cho đời sau của Trọng, tức là có thế thể giới thiệu đây là cái ngày xưa là thế họ thế kia thì tôi cố gắng giữ gìn. Tuyệt vời. Ở đây có check-in các bạn ạ. Tức là ngoài những các bạn ở Hà Nội ra, người các cổ động viên của Trần Đình Trọng ở các nơi họ sẽ check-in ở những nơi khác nhau. Ví dụ như là đây là sân Hàng Đẫy này, chúng ta nhìn thấy đây. Và sẽ có những cái nơi khác đấy. Mỗi một nơi nó sẽ gắn bó với một cái địa danh. Đây, chúng ta thấy là đây là fan ở thành phố Hồ Chí Minh này. Các cổ động viên đã từ khắp nơi của Tổ quốc đã làm thành một cái này rất là hay. Tiếp tục còn những cái gì hay nữa không anh? Đây, đây lại là một nhóm nào đấy. Đấy cũng cũng, cũng lại một nhóm hội cổ đời. Đến bây giờ thì anh đã nhận được bao nhiêu lời đề nghị để có con dâu không nhỉ? Không, cái này thì có bao nhiêu bạn bảo là bố ơi nhận con làm con dâu đi ạ. Cái này thì thực sự là tôi không thể biết được với cái chuyện tình cảm của các cháu ấy thì nói chung là ở góc độ bạn bè bao giờ cháu nó báo cáo thì hay. Rất là hay. Thì ở đây còn có rất là nhiều những cái kỷ vật, những cái phần thưởng dành cho Đình Trọng, phần lớn là trong đội hình tiêu biểu. Tất cả những cái này là đều của các cái giải trẻ mà em Trọng nó thi đấu và được tặng gọi là bằng khen hoặc là huân huy chương đồng vàng bạc, đấy là tất cả. Và những các cái kỷ niệm chương này là của cái cầu thủ xuất sắc rồi cầu thủ tiêu biểu, thứ là đều là của các cái giải trẻ. Thưa quý vị, là chỉ là do chấn thương thì Trần Đình Trọng không có mặt ở Asian Cup, còn thực tế ra thì là Trần Đình Trọng là người mà đi từ đầu đến cuối, từ U19 cho đến U20 World Cup đấy, rồi đến rất là nhiều những cái giải sau đó là vòng chung kết U23 châu Á ASEAN và cuối cùng là chiếc vô địch AFF Cup, đúng không ạ? Đấy, chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những kỷ vật ở đây. Đấy, và một trong số những câu chuyện mà Trọng nói rất nhiều đấy là những cái khó khăn, đấy là áp lực của Đình Trọng khi mà nhận tấm thẻ đỏ ở kỳ U20 World Cup. Anh có thể kể lại một vài những cái kỷ niệm mà khi mà Đình Trọng nhận một cái những cái lời chỉ trích của mọi người. Những cái tình huống nó rất đơn giản thôi, nhưng mà trên sân đá thì có cái trọng tài, người ta sẽ có thể xử lý, cũng có thể trọng tài người ta xử lý đúng, cũng có thể trọng tài người ta xử lý sai. Nhưng cái mà nó không ngờ nhất là Trọng rất bình thường, là thứ nhất là theo tôi nghĩ là cái quả bóng penalty, cái pha thẻ vàng đó là đã bị oan rồi. Thế sau đó đến cái pha thứ hai ấy là thực sự là bị nặng tay quá. Thì là Trọng thì thực ra nói là lúc đó là cũng bắt đầu bước vào sân một giải đấu lớn như thế, mà cả đội thi đấu mà đang mất người như thế thì đúng là Trọng cũng có ân hận thế nọ thế kia, nhưng mà thực sự nói là cũng phải là động viên Trọng là lỗi này cũng không phải là mức độ là ghê gớm lắm, còn dài, tuổi còn trẻ, còn dài, còn sự nghiệp rất đấy, cố gắng làm sao rút kinh nghiệm được qua từng cái trận đấu một thì sẽ cải thiện trong cái bóng đá của con hơn. Ở giải ở bên Hàn Quốc ở U20 World Cup thì giải năm đó em có bị một thẻ đỏ mà nói chung là đó cũng là lần đầu tiên mà em đối mặt với rất nhiều những lời chỉ trích và người phòng làm suy nghĩ, chả cũng không ai biết em khóc đâu. Khóc thì em không biết có ai biết không, nhưng mà khi mà người nhà nhắn tin cho em rất là nhiều nhưng mà em không có trả lời, em cứ nằm ở phòng thôi mà suy nghĩ rớm rớm nước mắt. Nhưng mà em nghĩ lúc đấy là em ở phòng một mình mà không ai biết được em là em khóc đâu. Gia đình cũng chỉ động viên qua như thế thôi, có thể là báo chí hoặc là những người họ kia bàn tán họ kia thì thôi. Thực ra mà nói là khi không có lỗi thì không sao, nhưng khi đã có lỗi rồi thì nhiều người có thể mỗi người có một cái ý kiến trái chiều thì đấy. Cái này cũng không sao cả. Thực ra nói quyết cơ bản là quyết tâm được của Trọng nó vượt qua được thì đã tốt. Người ở cạnh em lúc đấy luôn luôn là những người thân, những người trong gia đình, mọi người động viên. Nhiều lúc em cũng muốn gọi cho bố mẹ bảo là như thế này nọ, nhưng mà bố mẹ em không nhắc gì đến vấn đề đấy. Bố mẹ em chỉ nói những câu rất đơn giản, nó không sao cả. Đó cũng làm cho em một cái cảm giác rất yên tâm. Có khi lúc đấy bố mẹ em mà nói nhiều quá thì có khi em còn khóc nhiều hơn. Thực ra nếu mà chúng ta đứng ở đây, chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta sẽ thấy là Trần Đình Trọng dường như là có một cái sự nghiệp rất là thuận lợi. Nhưng thực tế ra thì không phải như thế. Bạn ấy cũng gặp rất là nhiều những cái biến cố, cũng nhiều lúc cũng cảm thấy là nó xuống đến tận cái tầng đáy của cảm xúc rồi. Thực tế ra thì đúng là trong những cái thành tích như thế này thì cũng tưởng rằng là huy hoàng lắm, nhưng mà trong cái thành tích như thế này thì Trọng cũng có nhiều cái khủng hoảng lắm. Bởi vì thứ nhất là trong cái nghiệp cầu thủ thì có thể là
đi thi đấu rồi là bị chấn thương, bị thế nọ kia thì rất là gian nan. Ví dụ như là tôi kể là ngay từ cái lúc nếu nói về giải trẻ thì người nọ người kia đi thì lại bị chấn thương, người gọi lên đội tuyển gì lại bị chấn thương hay lại dính vào cái loại kia không đi được, cũng đấy là cũng là gian truân, lại phải dừng lại hẹn năm sau, cứ năm nọ năm kia cứ gối tiếp. Và còn một cái điều nữa là đến khi được mà để trưởng thành như ngày hôm nay mà Đình Trọng ấy là thực ra nói là phải trải qua một cái trận nguy hiểm nhất là cái đợt là khi bắt đầu chuẩn bị đến đội 1. Lên đội 1 và đi tập huấn ở Trung Quốc. Trọng bị lật cổ chân, lúc đó Trọng đứng ở ngã ba đường, Trọng bị suy sụp toàn bộ. Lúc đó rất là may là có chú Đức Thắng gọi Trọng quay trở lại đá cho đội lúc đó là Hà Nội 2. Đấy thì là sau này là chuyển thành Sài Gòn. Thì thực sự là lúc đó từ cái đó mà được sự động viên của gia đình này và được sự động viên của ban huấn luyện, nhất là chỗ chú Thắng, thì mà Trọng đã phấn đấu lên và đã đạt được cái mức độ là cho đến thời điểm bây giờ. Cái thời điểm đấy thì Trần Trọng như thế nào khi mà toàn đội khoác ba lô để đi tập huấn chuẩn bị cho một cái giải mới ở Trung Quốc? Thì Đình Trọng ở nhà không có đội tập rồi không có tất cả mọi thứ. Trọng sụp đổ hoàn toàn luôn. Và cũng có gọi điện cho bố bảo bố thì bây giờ con đang đứng ở ngã ba đường thì con như thế nào. Tôi cũng khuyên con là thôi con cứ bình tĩnh, con xem là ví dụ khả năng mai đội có thể về, vì con đang chấn thương thì con không phải lo, con cứ khỏi chấn thương đi đó thì đội về có khi lại gọi con vào tập luyện bình thường. Thế sau đó thì Trọng lại bảo là nhưng mà có chú Thắng đang gọi con là con muốn sang bên đội chú Thắng để tập thì con đang đắn đo, bởi vì là con là được thuộc biên chế của câu lạc bộ Hà Nội mà tự nhiên lại chú Thắng lại gọi con thì con cũng chưa biết là con đi hay không đi. Thì tôi cũng giải thích cho cháu là chú Thắng cũng là người của câu lạc bộ của Hà Nội 1 và Hà Nội 2 thôi, thì con có thể là theo chú Thắng cứ tập đi, sau này như thế nào thì nó sẽ tính sau. Thì cháu nó cũng nghe lời và cháu nó đi theo chú Thắng, và kể từ bấy giờ đi theo chú Thắng và chuyển thành vào Sài Gòn thi đấu cho chú Thắng được 2 năm. Thì sau đó thì đến cái giải U23 châu Á thì Trọng lại phải trở về câu lạc bộ Hà Nội. Tưởng là mọi thứ nó không thuận lợi, không thuận nhưng lợi. Mà cuối cùng nó lại tạo ra một cái bước mở quan trọng nhất trong sự nghiệp, đúng không ạ? Đúng rồi. Bởi vì nếu như không có Trần Đình Trọng mà thi đấu cho đội Sài Gòn thì chắc chắn là không thể có Trần Đình Trọng ngày hôm nay. Đúng rồi đấy. Đúng là Trần Đình Trọng mà không đá cho đội Sài Gòn cho chú Thắng lúc đó, vào thời điểm đó thì khả năng là Trần Đình Trọng cũng không có mặt ở U23. Đấy là cũng là một cái bước ngoặt của Trần Đình Trọng. Rất là hy vọng là gia đình cũng như là Trần Đình Trọng luôn luôn nhớ đến điều này, là đôi khi nó có những cái thử thách chúng ta tưởng như là chúng ta sẽ mất đi cơ hội, nhưng nó lại mở ra một cơ hội mới để cho chúng ta có được những cái thành công lớn hơn. Cũng giống như là khi mà không được thi đấu ở đội Hà Nội đi vào thời điểm đấy, sau đó lại chuyển vào đội Sài Gòn và tự tạo ra một ước mơ. Và các bạn chắc là vẫn còn nhớ cái danh xưng là chuyên gia sắp tây của Trần Đình Trọng, nó được tạo ra từ Sài Gòn FC chứ không phải là từ câu lạc bộ Hà Nội. Và đấy là một trong những cái cơ hội để bật vọt rất là mạnh. Và cái đấy nó cũng làm cho mình cảm thấy tự tin khi mà Đình Trọng vừa mới trải qua những đợt chấn thương vừa rồi, có vẻ như nó không chỉ là cái thử thách để chuẩn bị cho một cái chiến công mới, hy vọng là như thế ở trong tương lai. Bây giờ dù rằng là đấy, trong cái quãng đời cầu thủ của con thì rất nhiều cái gian truân rồi, mong rằng là sau cái kỳ chấn thương này con làm sao con có lại có một cái bước nhảy vọt mới y như cái lúc đầu tiên mà đá cho câu lạc bộ Sài Gòn mà để được thành một cái kỳ tích ở U23 châu Á. Thì con cũng cố gắng lên thôi. Thì đấy là chúng gia đình theo cái cách nghĩ của gia đình chúng tôi là muốn khuyên con là như thế. Mà Đình Trọng cũng là một người rất là kiên trì. Ví dụ như là cái chấn thương mà trước cái kỳ AFF Cup, tức là đến kỳ AFF Cup mọi người mới biết là Đình Trọng bị chấn thương. Nhưng mà Trần Đình Trọng đã cắn răng thi đấu trong một khoảng thời gian rất là dài. Và dường như là tất cả mọi người đều không biết, nhìn thấy những cái bước chân ở trên sân rất là thanh đoan, nhưng mà Trần Đình Trọng vẫn phải ngấm ngầm chịu đựng cái vết thương ở trong người. Lúc đấy anh có biết hay không mà Trọng có tâm sự với anh về chuyện này không? Là chúng tôi cũng biết, nhưng khi chúng tôi có hỏi con chỉ nói mà là bình thường đau nhẹ thôi, con bình thường con không sao. Nhưng đến đúng sau này là khi câu lạc bộ, tức là đội tuyển của chúng ta giành được chức vô địch AFF Cup, lúc đó chúng tôi mới ngã ngửa ra là con vẫn nén đau suốt từ cái chấn thương đá cả một giải. Lúc đó mới biết. Và thực sự thì có vẻ như Trọng là một người rất là mau nước mắt. Có hai cái bối cảnh mà mọi người khi mà nhìn thấy Trọng khóc thì mọi người cũng khóc theo. Một là cái tấm thẻ đỏ ở vòng chung kết U20 World Cup, và thứ hai chính là cái buổi chia tay đội sau khi đội chúng ta giành chức vô địch AFF. Thì lúc đấy Trọng có đến để chào tất cả mọi người, chúc anh em thi đấu
tốt nữa để dẫn dắt. Mình sẽ phải đi mổ đây. Lúc đấy rất nhiều anh em lưng xuống trường và đình chặn, rất nhiều anh em ôm lấy nhau và khóc. Tức là lúc đấy sau khi người ta vừa mới khóc vì thành công ở AFF Cup xong thì lúc đấy người ta lại khóc vì phải chia tay trận đình chặn. Và lúc đấy thì gia đình đón nhận cái thông tin về chấn thương của Trọng như nào? Sau khi cái trận chung kết mà đá mà Việt Nam đã giành chức vô địch thì bắt đầu tất cả mọi cái thông tin là Trần Đình Trọng sẽ phải đi mổ và chia tay đội tuyển. Thì thực sự mà nói là gia đình chúng tôi rất bất ngờ, bảo rõ ràng là trong trận đấu là Trọng không bị chấn thương, có hơi đau nhẹ nhưng vì lý do gì mà mổ. Thì sau đó chúng tôi hỏi thăm gọi điện cho Trọng và biết được là chấn thương của Trọng kéo dài từ trước đó rồi. Và bên BVF, tức là Liên đoàn bóng đá, rồi là tất cả các cái ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia là quyết định cho Trọng đi mổ. Thì lúc đó chúng tôi mới biết rằng là Trọng đã ném như thế, thì và cũng đã động viên cháu mà thôi thì sự nghiệp của các con cũng còn dài, bây giờ con còn trẻ, con chấn thương này để nó kéo dài mãi, nó dai dẳng như thế nó thành một cái tật thì cũng là lên để đi trị liệu cho dứt điểm, nên sau đó rồi con cố gắng tập luyện thì con lại quay trở lại đội tuyển sau. Vâng. Nên là cũng đừng có buồn gì cả. Và có một cái rất là hay là huấn luyện viên Park Hang-seo mặc dù rất cần Trần Đình Trọng cho đội hình của mình chinh phục ở Asian Cup, một cái giải đấu ở tầm châu lục, nhưng ông chính là người chủ động yêu cầu Trần Đình Trọng phải đi mổ. Ông rất quan tâm đến cái chấn thương của Trọng và cái bình phục. Chúng ta sẽ tâm sự một chút với mẹ. À, đây là mẹ của Trọng đây, chúng ta em mời chị ra đây để đứng gần anh cho nó tình cảm. À, khi mà chị nhận được cái thông tin là Trọng bị chấn thương ở trên Pleiku ấy, thì lúc đấy cái cảm xúc của chị như thế nào? Lúc bắt đầu cháu ngã là bố mẹ ngồi xem là đã cảm thấy tự nhiên là đã sợ rồi. Pha va chạm giữa anh xong rồi chung về này về thì cứ liên lạc bố mẹ, cứ liên lạc ở trong ý là không được, nhưng mà như đã cảm thấy không có điều gì mà con nó khóc, anh đã cảm thấy một điều xấu rồi, có lẽ đã có những giọt nước mắt. Xong rồi gọi cho tất cả các anh em ở trong ý như không được. Mãi về sau biết thì cuộc sống lần này phải có quá nặng với cả gia đình với cả Trọng. Khoảng tầm 10 giờ 4 nó có thể liên lạc với Trọng. Nó nói là bảo con chưa biết được chính xác được nó đi cho cô ấy. Thực sự là chị đã biết là cháu nó không như thế, là phải là cháu nó biết được là chắc là phải chấn thương nặng rồi. Cháu mới rơi nước mắt như thế, còn bình thường Trọng cũng không dễ được rơi nước mắt đâu. Vừa rồi em có chấn thương đầu gối đây, thì về khi mà em đi chụp về xong kết luận là đứt dây chằng ấy, thì về tự dưng cái nhà em rất là yên lắng, về không ai nói với nhau câu gì, bố em cũng chả nói gì, ngồi ăn cơm mẹ em cũng không nói gì, mặt cũng ai cũng kiểu bi thương á. Xong rồi mình nghĩ là sao lại mình còn chưa đến nỗi khóc mà bi thương như vậy mà sao bố mẹ như vậy, rất là buồn. Cái rất là xúc động, như là bố mẹ em rất là lo lắng cho em. Từ lúc đấy lúc nào gia đình cũng suy nghĩ rồi, lúc nào cũng chỉ đằng sau cầu nguyện, cũng không biết nói để tâm sự ấy như thế nào để với anh, lúc nào cũng cầu nguyện và cầu nguyện cho con được bình phục và không bị tính một chân thức nặng. Nhưng mà xong cái việc thì đến thì nó vẫn cứ đến, nó vẫn khi kết quả có kết quả thì thực sự là Bình nó gọi điện về. Lúc đấy thì lúc nào kể cả hai mẹ con, tất cả mấy mẹ con về mấy hôm thì Trọng, tất cả Trọng với cả Bình với cả bố mẹ cũng ngồi nói chuyện, thì Trọng cũng chỉ ước gì là bây giờ lúc nào đi chụp thì cái chấn thương đấy cũng chỉ là gọi là nó chỉ sơ qua cái dưới thôi, là đằng sau thôi chứ không bị cái đằng trước thôi. Khi bắt đầu con đi chụp về thì Bình có gọi về thì cũng quả thật lúc đấy là lại là lúc đấy mà mình cũng sống với gia đình, cái Trọng người nhà này này thì chưa lần nào Trọng suy sụp như này, rồi em về nhà còn phải chơi khóc thì nhiều cười rất đông. Mẹ em ngồi nói chuyện lúc nào cũng nói câu đấy, em bảo là ở nhà tao với bố mày chả làm cái gì chứ không chấn thương thay cho mày đi. Có mỗi nói chung là em bây giờ là cũng là người gọi là trụ cột gia đình, bố mẹ em giờ cũng lớn tuổi rồi, người lao động thì đến tuổi thì cũng không thể làm mà lao động được nữa, em cũng là người
chịu trách nhiệm gia đình rồi, nên là rất là quan trọng. Bốn năm đời cầu thủ mà có bao nhiêu ấy rồi, bắt đầu con núi bắt đầu chớm vào chuyện này thì lại bị như này. Nếu bình thường một người bình thường ở nhà cũng không mức độ phải chịu cảnh ở đến hai lần một, thế mà trong đó mình lại theo cái nghiệp cầu thủ mà lại mới mấy tháng mà lại phải dính vào cái chân cương thì quả thật là cũng là hơi bất công. Bố mẹ cũng thật thì thực sự là cũng thấy cảm thấy thấy. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, thưa quý vị và các bạn, là Trần Đình Trọng là cầu thủ đầu tiên mà hai lần lên bàn mổ chỉ trong khoảng 7 tháng. Và thực sự đấy cũng là một cái khiến cho chúng ta cảm thấy đau lòng. Cái thứ hai nữa là đây sẽ là giải SEA Games cuối cùng khi mà Trần Đình Trọng vẫn còn đủ tuổi. Bởi vì là cầu thủ ai cũng mong muốn, nhất là lại giành cái tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Mà Trần Đình Trọng vốn là một người mà là một người đàn ông của những cái mốc son lịch sử. U19 rồi U20, ASEAN rồi AFF Cup, tất cả mọi thứ mà Đình Trọng có đều là lịch sử. Và cái giai đoạn mà chờ chuẩn bị đi mổ chắc là một khoảng thời gian khó khăn nhất của Đình Trọng. Cháu nó về lúc ấy là nó biết tin là nó chấn thương nó nặng quá mà nó rách đứt dây chằng đầu gối trước, là ác liệt nhất của đời cầu thủ. Cháu nó suy sụp hoàn toàn. Và nó rất là buồn, tôi biết tính của nó là nó buồn nhưng nó không thể hiện ra mặt bởi vì nó lại sợ bố mẹ buồn hơn. Thành ra nó quyết tâm cố gắng nói chuyện vui vẻ với gia đình để cho cái không khí gia đình nó được vui vẻ lên. Chứ tôi biết thâm tâm của nó là nó rất buồn, mà nó buồn chán đến tuột độ luôn. Được sự động viên của ông, rồi là các bác, bố mẹ và tất cả mọi người của các fan, rồi là tất cả các anh em bạn bè thì cháu nó phấn chấn lên. Sau khi được ca mổ thành công về thì từ đấy giờ tôi thấy là tư tưởng của cháu nó đã giải tỏa được tất cả cái tâm lý. Bây giờ thì thấy là Trọng có vẻ là vui vẻ hơn và nói là biết chấp nhận hơn. May ra là được em mình một tí này cũng được nghỉ ở nhà. Bây giờ thì anh em động viên họ nói chuyện với chứ hay là ấy thì có được nhiều cái thuận lợi hơn. Thì thực ra nói tôi với lại con thì tôi đã nói chuyện với con tôi là ngay từ lúc 18 tuổi đã có thể là nói với con là bây giờ là con đã 18 tuổi rồi, con là một người đàn ông rồi. Nếu như bình thường ở gia đình là bố mẹ mẹ, nhưng ở xã hội là hai thằng đàn ông. Thế nhưng bây giờ con làm sao, con đã trưởng thành rồi thì con phải tự con quyết định cái cuộc sống và cuộc sống sau này và tất cả cái công việc con đã chọn ngày nào con phải vững vàng lên. Thì tâm sự với con ít thôi nhưng con phải hiểu nhiều về cái vấn đề đó. Con đã ra xã hội, con vươn trải là tự con phải vượt lên chính mình. Cực kỳ hay, rất là chính xác luôn. Và thưa quý vị và các bạn, là chúng ta còn có một cái câu chuyện nữa, và đây cũng là cái sự thuận lợi của Đình Trọng của mình. Đấy là khi mà có được sự hỗ trợ của rất là nhiều người, Đình Trọng đã được mổ ở một nơi tốt nhất ở châu Á, đấy là Singapore. Và hiện nay đang được hồi phục bởi một trong số những bác sĩ mà hiểu về Trần Đình Trọng nhất, đấy là bác sĩ Choi, ở một nơi được coi là hiện đại nhất của Đông Nam Á, đó là lò PVF. Thế là hy vọng rằng tất cả mọi thứ nó sẽ giúp cho Đình Trọng của chúng ta sẽ bình phục hơn. Và ở đây, đây chính là cái nơi mà anh em chúng mình đang đứng ở đây, chính là nơi mà thầy Park đã đến nhà và chụp một tấm ảnh ở đây. Và Trần Đình Trọng là cầu thủ đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tính đến thời điểm mà chúng tôi đang ghi hình chương trình này được thầy Park đến nhà động viên tinh thần gia đình cũng như là động viên tinh thần cho Đình Trọng.